Thưa quý vị, cần chủ động đánh giá chính xác nguy cơ dịch bệnh để có biện pháp phòng chống phù hợp. Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở ngành quận huyện vào cuối giờ chiều qua, ngày 29 tháng 11. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và các thành viên trong Ban chỉ đạo. Theo Sở Y tế thành phố, tính đến nay các địa phương cấp xã phường đã có báo cáo đánh giá tình hình dịch bệnh theo tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định 4800 của Bộ Y tế. Theo đó, thành phố hiện đã có 34 phường xã đạt cấp độ 1, 21 phường xã đạt cấp độ 2 và 1 phường cấp độ 3. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh việc công bố cấp độ dịch trên toàn địa bàn thành phố sẽ phụ thuộc vào đánh giá của mỗi địa phương, đồng thời căn cứ vào tỷ lệ tiêm phòng vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, dù ở cấp độ nào thì các địa phương cũng phải lưu ý không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch và phải chuẩn bị thật kỹ kế hoạch dự phòng song song với phương án mở cửa trở lại các hoạt động thời gian tới. Với số ca trung bình hàng ngày chúng ta, có ngày chúng ta cũng có ngày cao nhất cũng 92 trong cái đợt này, rồi bình quân thì hiện nay là cũng 60 mấy ca, và trong đó thì nó dao động từ 20 đến 30, thậm chí 40 ca cộng đồng trong một ngày. Cho nên cái nguy cơ của chúng ta cũng rất là lớn, mặc dù là chúng ta ở cấp độ 1, có 34 phường theo đánh giá hiện nay là cấp độ 1, thì đề nghị các phường, nếu chúng ta xác định là chúng ta đã đề nghị cấp độ 1, thì cái công tác phòng chống dịch thì chúng ta cũng phải luôn luôn ở tinh thần là cảnh giác và kiểm soát cao độ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cũng yêu cầu ngành y tế chủ động hỗ trợ các địa phương về chuyên môn trong việc nhận định, đánh giá khoanh vùng nguy cơ, khu vực phong tỏa và đề xuất tham mưu kế hoạch xét nghiệm phù hợp với tiêu chí tiết kiệm, nhanh chóng, hiệu quả. Đối với các sự kiện đông người, các đơn vị ngành khi tổ chức cần chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, đề xuất xét nghiệm nếu cần thiết. Về việc phát hiện xử lý các ổ dịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị. Hiện nay là có một số các cái điểm dịch, ổ dịch thì đề nghị là các địa phương chúng ta tập trung xử lý triệt để, nắm vững cái mức nguy cơ của ổ dịch, cũng như quan trọng nhất là xác định được cái tiêu điểm, cái nguồn gốc và nguy cơ thì để chúng ta mới đưa ra các cái giải pháp kịp thời được. Phó Chủ tịch thông tin thêm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thống nhất về việc tổ chức cho các khối lớp 1, 8 và 9 đi học trực tiếp từ ngày 6 tháng 12. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý ngành giáo dục cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ động triển khai hướng dẫn cho các địa phương, các trường thực hiện, cần đặc biệt theo dõi sức khỏe của học sinh khi đi học trở lại, phát hiện kịp thời các dấu hiệu nghi ngờ để có biện pháp phù hợp.